Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh, nên kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên trong ngày hôm nay, hầu khắp khu vực Bắc Bộ đều có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, là khu vực ven biển phía Đông, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và cả khu vực phía Tây Bắc Bộ. Trong những ngày tiếp theo, khi rãnh mây dông nâng trục lên phía Bắc, nó sẽ khiến vùng mưa lớn di chuyển lên phía Bắc, tới khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Vì thế mà trong những ngày tới, người dân các tỉnh vùng núi cần phải đề phòng với tình trạng lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài, nên trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m, riêng tại lưu vực sông Thao, biên độ lũ lên từ 2-4m. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay tiếp tục ở mức thấp. Với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động từ 28-31 độ, còn ở khu vực Đông Bắc Bộ là từ 29-32 độ. Hình thế gây mưa phía Bắc cũng tác động đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, khiến tại đây có mưa vừa đến mưa to và thời tiết dịu mát. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 30-33 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh thành còn lại của miền Trung, mưa chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối và nắng nóng còn tiếp diễn tại các tỉnh từ Quảng Nam tới Ninh Thuận, với nhiệt độ cao nhất ngày xấp xỉ từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày phổ biến từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11-16 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài đến những ngày giữa tháng 6 năm 2021. Sự tồn tại của rãnh thấp phía Bắc cũng làm cho gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn. Vì thế mà ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa cũng gia tăng. Dự báo ở Nam Bộ trong ngày hôm nay có mưa nhiều nơi, riêng miền Tây cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ tại Nam Bộ cũng dao động trong khoảng từ 32-34 độ. Còn ở Tây Nguyên, chiều tối và nay sẽ có mưa rải rác, nên nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 29-32 độ. Thưa quý vị và các bạn, từ chiều qua nhiều trung tâm khí tượng uy tín trên thế giới đã đồng loạt đưa ra dự báo vào cuối tuần này trên Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Cụ thể là theo Trung tâm Dự báo Hàn Vừa Châu Âu, vào 0 giờ ngày 12 tháng 6, trên khu vực giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng thấp, có vị trí ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông. Dự báo trong những ngày sau đó, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão để trở thành cơn bão số 2 của nước ta trong năm nay, với tên quốc tế dự kiến sẽ là Koguma. Bão sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, tiến gần đảo Hải Nam và có khả năng đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Diễn biến của xoáy thuận nhiệt đới này có thể sẽ còn thay đổi trong những ngày tới. Vì vậy mà chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho quý vị và các bạn trong các bản tin sau của kênh. Còn tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận,
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sương chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sương chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Giữa vùng biển phía tây bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Giữa vùng biển phía tây bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.